Chào mừng các bạn đã quay trở lại với livestream của thẩm mỹ viện Lilia. Đây là khách hàng Linh Anh đến thực hiện phẫu thuật cằm, độn cằm. Thì trước khi phẫu thuật, cằm của bạn đấy có bị ngắn so với tỷ lệ gương mặt là bị ngắn và bị lẹm một chút về phía bên phải. Nếu các bạn để ý có thể thấy được là gương mặt bị lẹm một chút về phía, cằm sẽ bị lẹm về bên phải một chút. Phần ngắn. Đấy. Có thể quan sát kỹ hơn ở những ảnh tiếp theo. Đấy. Cằm rất ngắn tỷ lệ. Trên một đường thẳng là cằm mình vẫn chưa đủ cái độ nhô ra. Các bạn có thể quan sát kỹ hơn. Thì sau khi đến được bác sĩ thăm khám và chỉ định độn cằm, sao cho gương mặt mình nó hài hòa và sắc nét hơn ấy, thanh thoát hơn ấy, thì kết quả sau hơn 30 phút của bạn Linh Anh đây ạ. Các bạn có thể quan sát được dáng cằm sau khi độn của bạn Linh Anh. Chào Linh Anh. Em có cảm nhận gì về phẫu thuật độn cằm này không? Em rất là hài lòng với cái dáng cằm mới của mình hiện tại, đúng không? Mình đã thấy được cái độ, đây nhìn góc nghiêng, các bạn có thể nhìn góc nghiêng của Linh Anh nhá. Mình đã thấy được cái tỷ lệ đấy. Mũi, môi và cằm làm trên một cái đường thẳng. Đây là tỷ lệ chuẩn nhá. Đồng thời khi mà mình focus thẳng mặt nhìn trực diện thì sẽ thấy được cái tỷ lệ 1:1/3. Nó rất là hài hòa với nhau nhá. Có đau không Linh Anh? Không hề đau một chút nào. Linh Anh ngửa lên để cho các bạn ấy có thể xem được cái góc bên dưới của mình nhá. Vừa cải thiện được cái khuôn mặt lẫn cái một chút lọng cằm. Đó. Các bạn có thể quan sát. Đây, cả góc nghiêng luôn để mình so sánh luôn. Linh Anh nghiêng sang bên này. Đó. Các bạn có thể thấy được là cằm của Linh Anh đã được đưa ra rất là đẹp, đúng không ạ? Đấy. Gương mặt trông rất là thanh thoát. Đấy. Ai có thắc mắc gì ấy thì các bạn có thể inbox trực tiếp vào fanpage hoặc để lại dấu chấm câu hỏi của mình thắc mắc thì mình sẽ trả lời và tư vấn chi tiết cho các bạn sau hơn nhé. Đấy. Đó. Hoặc gọi trực tiếp vào hotline, mình sẽ tư vấn cụ thể cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream này nhé. Hẹn gặp các bạn ở livestream tiếp theo.